ai đó vừa mới đi tắm bùn về đó. Mọi thứ còn có thể trở nên tồi tệ hơn nữa không nhỉ? Cô ấy đang làm bẩn tấm chăn trắng. Yeah! Nhảy nhảy nhảy! Nhảy thiệt là vui! Ở đây có chuyện gì vậy? Cả sàn nhà toàn là bùn ư? Ôi không, không phải là cái giường nữa chứ. Quá nhiều. Chuyện này không tốt đâu. Chúng tôi sẽ phải lau chùi cho cô đó, bé gái. Một cái bàn chải gắn trên mấy khoang ư? Cái đó là gì vậy? Lại đây và để ta làm sạch chân cho cô nào. Ha ha ha. Không, tránh xa con ra. Đến đây, ngồi xuống nào. Cô bé nghịch ngợm này, phải làm sạch đôi chân bẩn này thôi. Bắt được con rồi. Hử? Để tôi lo cho. Đây, đôi ủng này sẽ làm sạch chân con. Ta chỉ cần đổ đầy nước ngọt Sprite và cho thêm kẹo Mentos để tạo ra thêm tí bọt. Nó sẽ chỉ nhột một chút xíu thôi. Wow, cảm giác này thiệt là tuyệt vời. Giờ hãy đặt chân con xuống khăn để làm khô nha. Sạch hết rồi nè. Nhưng chúng ta vẫn cần phải làm gì đó với đống vết bẩn này. Thật là một cơn ác mộng. Cậu tốt hơn hết nên bắt đầu lau chùi đi anh bạn. Ôi trời, đó là sự thật ư? Cô đã sẵn sàng để tiêm chưa? Bác sĩ này đang làm bé Molly sợ hãi. Mình nên dùng cái nào nhỉ? À, đúng rồi, cái ống tiêm siêu to này. Không được, nó đáng sợ quá đi. Sẵn sàng chưa? Ta làm đây. Không. Cô bé định đi đâu đó? Giúp con với. Đừng vội như vậy. Cái này sẽ giữ cô ngồi yên trên ghế để cô không thể trốn được nữa. Hãy thả con ra. Ông đang làm gì với bé ấy? Thả con bé ra đi. Đưa cho tôi cái đó. Nó đáng sợ lắm phải không? Khoan đã. Này là con kỳ lân hả? Cô sẽ biến cái này thành ống tiêm kỳ lân nha. Nhìn dễ thương lắm phải không? Chẳng hề đáng sợ chút nào hết. Ngay cả với kim tiêm. Xem đây, một con kỳ lân muốn hôn con đó. Wow. Xong rồi đó. Em xứng đáng được nhận một cái đập tay vì sự dũng cảm của mình. Mấy con kỳ lân nhàm chán này. Nhọn quá đi. Mình cần dùng nhà vệ sinh. Đó là một con rắn ư? Thật là sự ngạc nhiên độc đáo. Tôi muốn vuốt nó quá đi. Tôi không nghĩ đây là ý tưởng tốt đâu. Nó cắn mình. Tôi nghe thấy có tiếng hét. Ôi chao, đây có phải là vết rắn cắn không? Nó có thể có độc đó. Hãy để ta xem. Chúng ta cần băng keo cá nhân. Ta biết rồi. Ta nhớ mình có một vết thương cũ ở đây nè. Lấy được rồi. Cái đó trông còn độc hơn cả rắn cắn nữa cơ. Của bé đây, vết cắn đã được bịt đi rồi. Ông có điên không? Ông sẽ làm cô bé bị nhiễm trùng đó. Lấy lại đi nè. Này, giải pháp chuẩn là phải dùng cái bơm. Cô sẽ sử dụng nó để hút nọc độc ra. Và sử dụng xịt chống thâm để nó không bị sưng nha. Ta sẽ kết thúc với một cái băng cá nhân mèo Hello Kitty xinh xắn. Ta-da! Yeah, con cảm thấy tốt hơn rồi. Con can đảm lắm. Để ta lấy cái này ra nào. Là tớ Mario đây. Tớ sẽ lên đó và đánh bại Bowser. Ta đến rồi đây, con rùa tàn ác kia. Wow, có người đang có tâm trạng nhảy nhót đây. Ôi không, tà thép Lego của con. Bé Molly vừa nuốt một viên Lego. Oh yeah. Ôi không, bác sĩ xấu đang bận nhảy múa quá rồi. Có chuyện gì vậy? Ôi không, phun ra nào bé Molly. Con làm được mà. Con làm được rồi. Ừ, thật là tởm quá đi. Chờ xíu, cô có một ý tưởng. Đó là một cái khuôn Lego à. Cô sẽ lấp đầy cái khuôn bằng sô-cô-la hương Việt Quốc. Sau khi lấp đầy nó, cô sẽ để nó nguội và để nó cứng lại. Và giờ sô-cô-la Lego đã sẵn sàng. Wow, chúng trông giống như Lego thật vậy. Phần hay nhất là con có thể ăn chúng. Mình cũng có thể chơi với chúng nữa. Ồ, đói bụng quá rồi, để mình cắn một miếng. Đúng là sô-cô-la Lego ngon nhất từ trước đến giờ. Ngon chứ hả? Nè, bỏ tay ra. Ông ấy đúng là một bác sĩ ngớ ngẩn phải không?
gì vậy? Ôi không, nếu đó là quái vật ở dưới giường thì sao? Có cái gì đó đang di chuyển. Cái gì vậy? Tớ sợ quá đi, nhưng mà tớ phải nhìn. À, giúp với! Được rồi, có vấn đề gì ở đây vậy? Mấy cái dầm sao? Nó đau quá. Ôi chao, đó là một con nhím. Anh bạn nhỏ này bị lạc. Là lông nhím. Tôi không nghĩ là bạn có thể cạo bỏ chúng đâu. Ta sẽ kéo chúng ra bằng cái kẹp. Trông đáng sợ quá. Lấy được một cái rồi. Việc này quá là mệt. À ha, dừng lại. Tại sao ông lại dùng cả cưa nữa chứ? Hãy rời đi đi. Ồ, con tội nghiệp quá. Chúng ta cần một bộ dụng cụ cấp cứu. Đúng hơn là một cái ống tiêm. Cô sẽ dùng nó để hút lông nhím ra. Wow, con thậm chí còn không cảm thấy được gì cả. Nó không có đau. Chỉ còn một vài cái nữa. Wow, cuối cùng cô đã lấy được hết chúng. Wow, cô quá thật là tuyệt. Bác sĩ, bây giờ bàn tay của con đã có thể đập tay rồi. Yeah, đập tay nào. Đến giờ đi ngủ rồi. Hay đến giờ ăn giặt cho bé Molly. Wow, nhìn cái thạch Coca-Cola này xem. Nhâm. Nó thiệt là ngọt. Molly, răng của con bị làm sao vậy? Con cần phải đánh răng ngay lập tức. Con không đánh răng đâu. Bàn chải của con dễ thương lắm đó, thấy không? Con không muốn. Làm sao để mình thuyết phục cô bé đây ta? Ồ, cô quên là mình có cái nắp hình Shrek này. Shrek? Đúng vậy đó, anh ấy sẽ đẩy kem đánh răng ra cho con nha. Thử xem nè. Không chịu. Ôi chao, cô phải làm gì đây? Đừng có lo, để cho tôi. Ừ, được rồi. Hãy xem cái này đây. Một trái dưa hấu có răng ư? Cái đó là gì vậy? Ngài dưa hấu bị sâu răng nên ta phải tiêm vào nướu của ngài ấy bằng mấy loại thuốc đáng kinh. Rồi ta phải nhổ răng của ngài ấy bằng mấy cái kìm to và đáng sợ này. Đừng! Cháu có muốn trải qua chuyện này không? Không, đưa con cái bàn chải đánh răng đi. Chiêu hay đó bác sĩ. Con không muốn bị súng răng đâu. Con muốn ăn bánh snack. Đừng bóc bằng tay bẩn chứ. Con có thể bóc được thật nhiều bánh snack một lúc luôn. Nhâm nhâm. Ơ này, tay của ai đó? Đó là bác sĩ xấu. Ta cũng thích bánh snack. Không được. Bỏ mấy cái bánh snack bị bẩn đó ra. Chúng thật là nhớp nháp quá. Quá là đáng kinh đi mà. Nhìn xem, tay của mọi người toàn là vi khuẩn không thôi. Ông là bác sĩ cái kiểu gì vậy hả? Ờ, nó vô hại mà. Thấy không, con phải đi rửa tay ngay. Đây, cầm cục xà bông này đi. Không vui chút nào hết trơn. Và con cũng không có thích mùi của nó. Không, con không muốn dùng cái này. Phải làm gì đây ta? Khoan, một cái khăn. Một cái khăn và một cây bút. Mình sẽ vẽ cái khuôn mặt dễ thương lên khăn và làm ướt nó với xà bông. Đắp nó lên khuôn mặt của con. Thổi nào. Con đang thổi bong bóng. Wow, cũng vui đó. Sẵn tiện con cũng có thể rửa tay nữa. Chúng ta không thể để phí bong bóng xà bông này được. Đúng rồi, làm tốt lắm. Xong, tay của con đã sạch rồi nè. Làm tốt lắm, Molly. Tôi cứ luôn bị đau đầu hoài thôi. À, mình đói quá đi. Oh, đó là một cây son môi hả? Mình muốn thử nó. Chờ một chút, cô bé đó đang định làm gì vậy? Mình muốn cắn một miếng. Xin đợi tôi một lát được không? Này, cô không thể ăn son môi đâu. Hãy tìm cái gì khác để chơi đi, như cái tai nghe AirPods chẳng hạn. Lại có son môi nữa. Đứa trẻ nghịch ngợm này. Không, con không được ăn son môi đâu. May thay cho con, cô có một thanh sô-cô-la đây. Con không muốn ăn sô-cô-la. Sô-cô-la và son môi. Cô biết rồi. Cô bác sĩ đang nấu một ý tưởng gì đó thú vị đây. Cô cần nghiền nhuyễn sô-cô-la thành những miếng nhỏ như vậy. Sau đó, cô sẽ cho tất cả vào một cái bình và đun nóng nó lên. Chúng sẽ bị tan chảy trong chốc lát thôi. Ôi chao, cái này sẽ rất là nóng đây. Gần xong rồi. Đúng rồi. Cô sẽ thay thế son môi bằng sô-cô-la đã tan chảy.
và bạn sẽ không thể nào thấy chút khác biệt nào. Son môi sô-cô-la đã sẵn sàng để ăn rồi đây. Phiu, mệt quá đi à. Đây của con nè. Ôi, cảm ơn bác sĩ. Mình trông thật là xinh đẹp. Ngon. Và mình cũng cảm thấy no nữa. Thật là một món ăn vặt ngon lành. Mụn hả? Ai đó sẽ có một buổi sáng tồi tệ đây. Eo ơi, có lẽ ta phải nặng nó thôi. Thật là kinh tởm quá. May mà ta có một mặt nạ che mặt. Chúng ta có thể đắp cho con một chiếc mặt nạ làm đẹp. Tất nhiên, với mấy là mặt nạ rồi. Hãy cho lô hội và một ít nước vào. Nước soda cam sao? Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay đâu. Gần xong rồi. Chỉ cần nhấn nút và để chiếc máy làm công việc kỳ diệu của nó. Ta sẽ cho thêm kim tuyến và hạt trắc nữa. Ông ấy đang làm mặt nạ hay là kẹo vậy? Xong rồi. Phát minh của ta đã sẵn sàng. Hãy đặt nó lên mặt của con. Rồi sau đó con sẽ ổn thôi. Mọi thứ càng tệ hơn rồi. Ôi, không ổn rồi. Ông đã làm gì thế này? Thiệt là ta thất bại rồi. Ôi trời ơi, có chuyện gì xảy ra với khuôn mặt của con vậy? Ông bác sĩ vô trách nhiệm này. Làn da đáng thương của con. Cô nghĩ cô biết phải làm gì? Cô ấy sẽ làm gì với bắp cải đây? Chiếc lá bắp cải này có thể là một chiếc mặt nạ tốt đó. Nó thật là lành mạnh. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đợi. Sẵn sàng chưa? Nó có tác dụng rồi. Nhìn làn da mịn màng này này. Ai cần làm da mặt khi có rau củ chứ? Ta vừa đến đúng lúc cho một thí nghiệm đây. Ôi chao, đất rung. Ôi, bé Molly tội nghiệp vừa bị ốm rồi. Bị ốm ư? Để ta xem. Ôi chao, con đang bị sốt. Con cần phải uống thuốc thôi. Viên thuốc nó còn to hơn mặt con. Con phải uống nó đó. Không đâu. Không. Ừ, ta biết rồi. Nhìn đây, gấu Teddy đang uống thuốc đó. Con không quan tâm. Ôi không, gấu Teddy trở nên bướng bỉnh sao? Có lẽ ta phải đặt cái ống vào mông của nó rồi. Thuốc sẽ phải đi qua cái ống này. Con có muốn bị như vậy không? Đừng làm cô bé sợ nữa mà. Được rồi, gấu Teddy ổn rồi. Cô có một ý tưởng hay hơn. Kẹo dẻo con gấu và một chiếc dao mổ. Cô sẽ cắt bụng kẹo dẻo và giấu viên thuốc vào bên trong. Được rồi, mẹo này sẽ thành công thôi. Đây, Molly, ăn ít kẹo đi. Wow, một con gấu kẹo dẻo. Nó ngon quá đi à. Thấy chưa, tôi đã làm ra một mẹo hay hơn rồi. Hãy xem kết quả nào. Cẩn thận. Ui da, cái gì vậy? Một bãi chất nhờn. Gớm quá. Wow, con bị sao vậy? Con bị ngập trong chất nhờn rồi. Con bị cảm lạnh. Chúng ta phải làm cái gì đó về việc này. Ôi, đặt cái kẹp quần áo này vào mũi của con để con không bị hắt hơi nữa. Nhưng con không thể thở được. Đây không phải là giải pháp tốt đâu. Không sao đâu, cô sẽ giúp con cảm thấy tốt hơn. Đó là một cái mũ có giấy toilet. Thử kéo một cái xem. Thật là dễ dàng, con lấy được giấy vệ sinh ngay. Xong cả rồi. Làm tốt lắm. Sao cũng được, may là ta đã thoát khỏi mớ hỗn độn này. Cô đã điền hồ sơ của cô bé chưa? Tôi ổn cả rồi. Còn ông thì sao? Ờ, đã làm xong rồi. Kẹo cao su của ông ấy lọt nhầm vào đường thở rồi. Ôi không, nó rớt vào tóc của bé Molly rồi. Ôi thôi, không ổn rồi đây. Ta không nghĩ lấy nó ra sẽ dễ dàng đâu. Làm sao để ta cạo nó ra được? À ha, ta sẽ chỉ cần cắt tóc của cô bé. Ông đang làm gì vậy? Sắp. Ôi trời ơi, không. Gì thế? Ta đang cố lấy nó ra mà thôi. Việc này không giúp được gì cả đâu. Im nè. Tôi có một ý kiến hay hơn. Coca-Cola sẽ giúp như thế nào đây ta? Chúng ta chỉ cần ngâm kẹo cao su trong nước ngọt và nó sẽ dễ lấy ra thôi. Xem đây. Ta-da! Bỏ đi thật là dễ dàng.
Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Quá, không có gì đâu. Chỉ là đang điền thông tin của con thôi. Ổn rồi. Phiu, xém chút nữa. Wow, cái này là slime có phải không? Mình muốn có nó. Mình thích cái màu đỏ. Thật là một cô bé lén lút. Tớ không thể chờ để ăn nó. Wow, nó thiệt là nhớp nhớp. Mình nghĩ chắc nó có mùi dâu tây đó. Thiệt là ngon quá à. Đây là món ăn yêu thích mới của tớ. Đợi chút, chỗ này nên có 4 cái mà. Ôi không, cô bé nghịch ngợm này, đây không phải là thức ăn đâu. Ta nên dán nhãn cảnh báo quanh cái ống này. Không được chạm vào và không được ăn. Bỏ tay ra nữa. Hãy kiểm tra của con nào. Tại sao con lại có vẻ buồn vậy? Con muốn ăn slime. Ồ, nhưng đó không phải là thức ăn đâu. Hãy làm một cái gì đó đi nào. Cô cần hạt chia, nước, chất tạo màu, màu xanh và đường. Giờ hãy trộn chúng lại với nhau nha. Xem độ nhờn của chúng này. Giờ đây, cô đã làm cho con slime ăn được nè. Wow, cái này trông ngon quá đi. Con thích cái này hơn cái kia nhiều. Cô bé ấy lại ăn nữa rồi. Hả? Tiếng ồn gì vậy? Ôi không, nếu đó là quái vật ở dưới giường thì sao đây? Có cái gì đó đang di chuyển. Cái gì vậy? Tớ sợ quá đi, nhưng tớ phải nhìn. Nó làm mình bị dính dầm rồi. Ôi chao, đó là một con nhím. Anh bạn nhỏ này bị lạc đường rồi. Ôi da, đau quá đi. Cứu. Được rồi, có vấn đề gì ở đây vậy? Lông nhím hả? Tôi không nghĩ là bạn có thể cạo bỏ chúng đâu. Ta sẽ kéo chúng ra bằng cái kẹp. Trông đáng sợ quá đi. Lấy được một cái rồi. Việc này quá là mệt. Chúng ta hãy cắt bỏ tay của con nha. Tính làm vậy thật sao? Dừng lại, tại sao ông lại dùng cá cưa như vậy chứ? Hãy rời đi đi. Ôi, con tội nghiệp quá à. Chúng ta cần một bộ dụng cụ cấp cứu. Đúng hơn là một cái ống tiêm. Cô sẽ dùng nó để hút lông nhím ra nha. Wow, con thậm chí còn không cảm thấy được gì hết. Nó không có đau. Chỉ còn một vài cái nữa. Cuối cùng cô đã lấy được hết chúng. Wow, cô thiệt là tuyệt. Bác sĩ, bây giờ bàn tay của con đã có thể đập tay rồi. Yeah. Ta vừa đến đúng lúc cho một thí nghiệm đây. Ôi không, có động đất sao? Ôi, bé Molly đáng thương bị ốm rồi. Bị ốm ư? Để ta xem. Ôi chào, con đang bị sốt. Con cần phải uống thuốc thôi. Con không muốn uống đâu. Vậy thì chúng ta sẽ đặt nó vào mông con, giống như gấu Teddy vậy. Ôi chào, viên thuốc tự nhiên có vị phân rồi ư? Con có muốn bị như vậy không? Đừng làm cô bé sợ nữa mà. Được rồi, gấu Teddy ổn rồi. Có một ý tưởng hay hơn đây. Kẹo dẻo con gấu và một chiếc dao mổ. Cô sẽ cắt bụng kẹo dẻo và giấu viên thuốc vào bên trong. Được rồi, mẹo này sẽ thành công thôi. Đây Molly, ăn ít kẹo đi nào. Wow, một con gấu kẹo dẻo. Nó ngon quá đi à. Thấy chứ, tôi đã làm ra một mẹo hay hơn rồi. Có thứ gì đó đang tắc trong bồn cầu. Một bãi chất nhờn đầy vi trùng. Không ngạc nhiên gì cả khi bồn cầu tắc. Trông ngon quá. Mình muốn nếm thử. Blairy, con đang làm gì? Không được, không được ăn đâu. Nếu con muốn ăn chất nhờn, để mẹ làm cho. Đầu tiên là đổ hạt chia vào cái bát rồi đổ nước vào. Sau đó mẹ sẽ cho phẩm màu. Hoàn hảo. Giờ thì để có vị ngọt, đổ thêm chút đường vào và đợi nó hòa tan. Khuấy đều thôi. Giờ nhìn nó thật là nhầy nhụa. Wow, con muốn nếm thử. Wow, ngọt quá đi. Con thích lắm. Tốt lắm, con yêu. Ôi không, bé Clary rất sợ đi tiêm. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ta-da! Cháu có muốn bé thỏ dễ thương không? Không. Không sao? Ôi trời, cả bé thỏ dễ thương thế này cũng không có tác dụng. Mình cần bày trò khác. Người bác sĩ biến thành chú hề. Mũi kim tiêm đến đây. Mẹ ơi! Giờ thì bé Clary còn sợ sệt hơn.
Hả? Một con bướm? Có cách rồi. Mất công mặc bộ đồ này rồi. Hả? Một con bướm với cái ống tim. À, mình biết rồi. Ta-da! Bé Clary lại không sợ bướm. Có tác dụng rồi. Bé còn dũng cảm của mẹ. Xúc xích nè. Clary à, con đang làm gì vậy con yêu? À, chào mẹ. Đó không phải đồ ăn đâu con gái à. Đưa đây cho mẹ. Mẹ à, cái này là thỏi son mà. Sao mà con bé ăn cái này vậy? Ồ, mình biết phải làm gì rồi. Sô-cô-la và thỏi son. Để mình xem người mẹ đang tính làm gì. Lấy một thìa đầy những viên sô-cô-la rồi hơi nóng cái thìa. Sau đó đổ sô-cô-la đã tan chảy từ thìa vào một cái giỏ son rỗng. Và đây là thỏi son có thể ăn được. Của con đây. Vị sô-cô-la đó. Đúng là một cách để có đồ ăn vặt trong lúc đang trang điểm ha. Những miếng Lego này nhỏ quá. Miếng này trông ngon nè. Nhâm. Ôi trời ơi. Ôi chúa ơi. Nhả nó ra ngay đi con. Phứ, may mà vẫn kịp. Đây không phải là đồ ăn đâu Clary à. Chờ đã, Lego hả? Để xem nào. Eo ơi, dính nhiều nước bọt quá. Nhưng mà nếu con bé muốn ăn Lego, mình có cách mà. Nhìn những cái chai đầy sô-cô-la thật sặc sỡ. Đổ hết sô-cô-la vào những cái khuôn Lego này. Đổ vào khuôn thật đầy. Và thế là không có sô-cô-la bị phí phạm. Đợi cho sô-cô-la đông lại. Và giờ Clary có kẹo Lego. Con có thể ăn được những miếng Lego này sao? Ngọt quá. Cảm ơn mẹ yêu. Clary đến phòng khám của bác sĩ để được kiểm tra. Đầu tiên là chú sẽ đo nhịp tim cho con nha. Con không muốn đâu. Trông nó đáng sợ quá. Không đâu, không đâu. Ngoan nào, để chú đo nhịp. Được rồi đó, quý cô bé bỏng. Tôi thật xin lỗi chú về thái độ của cháu bé. Hả? Bóng bay và những hạt bi. Người mẹ lại đang tính toán gì đây? Mình sẽ cần đến những hạt bi và bóng bay đó. Đầu tiên, đổ những viên bi vào một cái chai trống. Giờ, nới miệng bóng bay vào miệng cái chai. Lộn ngược nó lại. Giờ thì nhìn những hạt bi rơi xuống như đồng hồ cát vậy. Khi mà quả bóng bay đã chứa đầy bi. Ta-da! Đồ chơi bồn chồn. Được rồi, lại lần nữa nha. Đợi đã, em có cái này cho cháu nó. Wow, đây là đồ chơi mềm nhất mà con được chơi. Được rồi, bác sĩ đo nhịp tim cho con bé đi khi mà nó không chú ý. Được rồi, để xem nào. Có tác dụng rồi. Clady đang quá mải mê với món đồ chơi mà không chú ý đến chiếc ống nghe. Người mẹ đúng là thông minh với mẹo này. Lại bim bim sao? Thế này là không tốt. May là mẹ đã xuất hiện với rau và hoa quả thật lành mạnh. Con ghét đồ ăn lành mạnh. Nào, con chỉ ăn mỗi bim bim thôi. Con hư quá. Con đang xem gì vậy? Những người bạn cầu vồng. Mình có ý tưởng rồi. Clary, lại đây nào. Gì vậy mẹ? Giờ mẹ là bác sĩ. Để mẹ cho con thấy điều gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ luôn luôn ăn bim bim nha. Mẹ sẽ rạch phần bụng mở ra. Con thấy chất nhờn đó không? Đó đều là từ đồ ăn không lành mạnh mà bạn ấy đã ăn. Bạn ấy đang ốm. Trông sợ quá mẹ. Để mẹ lau đi chất nhờn này nha. Pizza, bít tết, burger. Tốt hơn hết là nên bổ sung lại bằng đồ ăn lành mạnh và một chai nước lọc, một chút bông cải xanh và một quả táo. Giờ thì dán bạn ấy lại nào. Người bạn cầu vồng này giờ khỏe mạnh rồi. Con sẽ không bao giờ ăn đồ ăn không lành mạnh nữa. Để con ăn cà rốt đã. Bé ngoan của mẹ. Người mẹ thật là lén lút. Mình đoán người lớn giờ cũng có thể ăn một chút bim bim. Há miệng ra nào. Ôi trời ơi, răng con bé sâu quá. Chúng ta phải khoan cái phần bị sâu ra. Không. Sắp được rồi. Có tác dụng rồi. Giờ răng của Clary sáng bóng. Giờ chú sẽ chỉ cháu cách đánh răng chuẩn nha. Cháu có thể luyện tập với cái hàm răng lớn này. Chắc chắn rằng cháu đánh hết từng góc. Clary đánh răng rất giỏi. Con bé đánh hết phần di trùng. Tới đây. Ôi trời ơi, cái gì vậy nè? Eo ơi. Chờ đã, cái này từ chỗ con bé.
Con đang ốm sao? Con cảm thấy trong người a xi. Được rồi, thuốc ho và một cái thìa. Vào việc thôi nào. Đút thuốc cho con của bạn luôn cảm giác như là một trận chiến vậy. Liệu mẹ sẽ chiến thắng chứ? Con không muốn uống. Được rồi, vậy một chiếc máy bay thì... Không, con muốn uống coca. Nhưng coca không tốt. Ồ, mình nghĩ ra rồi. Sẽ ra sao nếu bỏ thuốc ho vào bên trong lon coca đây? Quá dễ. Coca của con đây. Yay! Clary không biết rằng con bé đang uống thuốc ho đâu. Clary đang thấy chán nản. Ông đang chơi gì vậy? Không phải chuyện của cháu. Vậy là không lịch sự đâu Clary. Nhưng con thấy chán lắm, con cũng muốn chơi. Nào, mẹ đã nói là không được làm phiền người khác rồi mà. Để mẹ đưa điện thoại cho con. Yay! Nhưng mà điện thoại chỉ còn 1% pin. Sao mà con chơi điện tử được? Thôi chết, để mẹ tìm cách khác. À ha, mình biết rồi. Kiếm một chiếc túi ni lông lớn bằng cỡ điện thoại rồi đổ cát long lanh vào. Đổ nước vào bên trong để cát nổi lên. Tuyệt vời. Để túi ni lông vào bên trong ốp điện thoại. Như vậy nè. Quả là một cách tuyệt vời để chiếc ốp điện thoại trở nên thú vị hơn. Con xem nè. Wow, cát lấp lánh. Nó nổi xung quanh, mẹ nhìn nè. Như vậy vui quá. Hứ, may mà có tác dụng. Wow, dấu tay bẩn của Clary dính khắp nơi. Thật là hỗn độn quá. Gì vậy nè, dấu tay này từ đâu mà ra vậy? Xà phòng đây, con đi rửa tay ngay cho mẹ. Được rồi, con đang rửa nè, được chứ? Trời ơi, bánh xà phòng trơn quá đi thôi. Làm gì bây giờ ta? Đây là miếng Lego mà con bé đang tìm. Mình biết rồi. Chuẩn bị một cái bát rồi đổ một chút nước xà phòng vào. Tiếp theo, đổ một chút phẩm màu cam vào rồi khuấy đều lên như vậy. Mang miếng Lego ra rồi đổ đầy dung dịch vừa khuấy vào bên trong. Đợi nó đông lại. Và voila! Một miếng xà phòng Lego mềm như keo vậy. Giờ thì con dùng xà phòng này để rửa tay đi. Điều tuyệt nhất là sẽ không có tai nạn nào xảy ra như bánh xà phòng lúc nãy nữa. Há miệng ra nào. Chúng ta nên làm thế nào đây? Tôi biết rồi. Đó có phải là những miếng dán? Cô tính làm gì vậy? Đây là miếng dán nhiệt kế. Chỉ cần dán lên trán con bé. Anh nhìn xem, miếng dán hiển thị con bé đang sốt như thế nào. Con cảm ơn mẹ vì đã không dọa con. Clary đang không để ý kìa. Nhanh nào, nhét viên thuốc vào miệng con bé. Chà, nó không có tác dụng như mình tưởng. Con bé thà ăn kẹo dẻo còn hơn. Kẹo dẻo sao? Hả? Mình có một ý tưởng. Mình sẽ lấy miếng kẹo dẻo rồi cắt một đường nho nhỏ. Chỉ một đường nhỏ thôi, để viên thuốc chui vào được. Hoàn hảo. Trò này liệu có tác dụng không? Kẹo dẻo nè con. Con bé không nhổ ra. Làm tốt lắm mẹ à. Con không muốn bình nước nóng đâu. Con nói là không. Mẹ nên làm gì với con bây giờ? Kissy Missy nè. Người mẹ có ý tưởng rồi. Chuẩn bị một chai nước rồi đặt một quả anh đào lên. Dùng ống mút để lọc hạt ra. Nhét hạt anh đào vào bên trong Kissy Missy. Rồi kéo khóa lại. Giờ thì đặt Kissy Missy vào lò vi sóng. Làm nóng Kissy Missy một chút. Hết giờ. Giờ thì lấy nó ra. Giờ thì mẹ đã có một miếng đệm sưởi Kissy Missy. Clary chắc chắn không phàn nàn gì rồi. Wow, ấm quá mẹ. Ngủ ngon nha con yêu. Mình đúng là thông minh. Chà, đúng là một ngày tuyệt vời để ăn trái táo. Hả? Clary đã ăn quá nhiều sô-cô-la. Trong áo con bé vẫn còn nè. Toàn là vỏ thôi. Con ăn hết sạch rồi sao? Chờ đã. Táo và kẹo. Mình có ý tưởng rồi. Đầu tiên, chuẩn bị một cái đĩa và đặt dĩa nướng lên trên. Đổ sữa chua vào cho đến khi đĩa đã đầy. Bổ đôi quả táo, rồi nhúng xuống đĩa sữa chua. Cầm dĩa nướng ra, rồi đợi cho đến khi sữa chua đã chảy hết xuống. Sau đó rắc kẹo lên để cho chúng bắt mắt hơn.
thịt á. Kẹo táo nè. Wow, con thích lắm. Tuyệt lắm con, giờ thì ăn hết nha. Trong khi mẹ có thể ăn một chút sô-cô-la. Clary có vẻ đang gặp khó khăn với bữa sáng. Có vẻ hơi khó khi dùng đũa để gắp trứng. Quả trứng lăn đi mất rồi. Quay lại nào. Đây rồi. À, mắt của mình. Có chuyện gì vậy con? Ôi con ơi, bị thâm luôn rồi. Đợi mẹ một chút. Một quả trứng. Để mẹ lấy cho. Ờ, mình nghĩ ra rồi. Người mẹ đang dùng quả trứng để vết thâm lành lại. Chỉ cần chấm quả trứng xung quanh vùng thâm khi mà nó còn ấm. Và thế là vết thâm biến mất. Yeah, con không thấy đau nữa rồi. Ôi trời, có người đang tắm nhớt này. Quá ra Molly đang bị cảm. Hả? Để mẹ lau đờm cho nào. Eo ơi. Đừng lo, mẹ có siro ho đây. Con không thích đâu. Con dùng cái kia cơ. Đó. Cái gì vậy? Đến giờ ăn giặt rồi. Muốn thử mấy cái bình xịt kẹo này quá đi. Eo ơi, chua mà ngon quá à. Hả? Đã hết rồi sao? Dứt đi vậy. Bình xịt kẹo ư? Nghe hay quá. Trúng mánh rồi. Hết sạch à. Đợi đã, mình có ý này hay hơn. Muốn bình xịt kẹo đúng không? Dạ đúng. Vậy thì nhắm mắt vào đi con. Dạ đưa. Mình sẽ đổi kẹo thành siro ho. Đây nha. Nhắm, ngon quá đi. Và đảm bảo là con sẽ sớm khỏe thôi. Nhúng kẹo mút vào dụng đường chanh thôi. Mình thích kẹo bồn cầu lắm luôn. Muốn cắn một miếng quá đi. Nhắm. À! Ôi không, răng của Molly lung lay rồi. Có chuyện gì vậy? Cái răng tội nghiệp. Phải nhổ nó ra ngay thôi. Ôi không, phải làm gì đây? À ha, sợi dây này. Nhổ theo cách truyền thống nha. Buộc sợi dây quanh chiếc răng. Sau đó buộc đầu còn lại vào song sắt. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Anh cảnh sát ơi, giúp với. Tăng tăng tăng. Hả? Nghe như ai đang cầu cứu vậy. Khi anh cảnh sát kéo cửa ra thì răng của Molly cũng sẽ bị kéo rụng. Nhưng việc cô bé bị kéo theo lại không nằm trong kế hoạch. Răng con vẫn còn ở đây. Thất bại ê chề quá. Súng đồ chơi. Có cách rồi. Xin đừng bắn tôi. Đạn súng đồ chơi bay nhanh hơn nhiều. Nên mình sẽ buộc đầu dây còn lại quanh viên đạn. Sẵn sàng chưa? Bắn. Hiệu quả rồi nè. Răng con rụng rồi. Mẹ xem nào. Tốt lắm. Còn rất can đảm bé cưng. Mừng là viên đạn bay thẳng vào tường. Giờ thì gọi cho đàn tiên răng thôi. Con cá này đã được nấu chín chưa vậy? Còn chẳng cắn nổi. Mẹ ơi, ngón chân của con đau quá. Sao vậy? Để mẹ xem nào. Ôi trời, chắc là giày chật quá đây mà. Khổ thân mấy ngón chân sưng dù. Ôi không. Để mẹ thổi cho đỡ đau nha con. Hả? Kia là anh Hề sao? Chào anh. Cho tôi mấy quả bóng đó có được không vậy? Con gái tôi đang buồn nên tôi muốn làm con bé vui. Tất nhiên là không thể để cô bé buồn được rồi. Để tôi biểu diễn vài trò nha. Bong bóng hình cún con chắc là sẽ làm bé vui đó. Đủ rồi đó, về phòng giam đi. Mẹ định làm gì với mấy quả bóng bay vậy? Mình sẽ cắt phần miệng của bóng bay đi và bọc nó lên ngón chân của Molly. Mỗi ngón chân sẽ được bọc một quả. Màn bảo vệ có hiệu quả ngay. Giờ thì đi giày vào đi. Thoải mái con ha. Cứ như đi trên mây ấy ạ. Yay! Con bé sẽ chạy quanh cả đêm đây. Yay! Lại đây. Dán tay áo lên. À, đau quá. Tiếp. À! Tiếp theo. À! Ai tiếp đây? Là cháu hả, bé gái? Lại đây nào. Cháu sợ lắm. Ôi không. Xi lanh của bác sĩ trông như kim đâm quái vật ấy. Sẵn sàng chưa? Không.
như kiến cắn thôi ấy mà. Sao vậy? Con sợ kim tiêm lắm. Không hay rồi. Làm sao để thuyết phục con bé tiêm vaccine đây ta? Hả? Kẹp tóc hình con bướm. Có cách rồi. Mình sẽ gắn nó lên kim tiêm để giúp nó trông đỡ đáng sợ. Wow, có con bướm đậu trên người con nè. Thành công rồi, đã tiêm vaccine thành công. Cũng không quá tệ ha. Đến lượt anh đó, anh cảnh sát. Tôi hả? Ôi thôi. Thấy chưa, con còn giỏi hơn anh cảnh sát nữa kìa. Trên ghế có dầm ư? Cẩn thận đó. Hả? Mẹ ơi, cứu con. Đừng có chạy nữa. Cho mẹ xem làm sao nào. Ôi trời, cái dầm kìa. Bác sĩ ơi, cứu chúng tôi với, con gái tôi đang đau. Tôi có thể giúp gì? Con gái tôi bị dầm đâm. Con ghét bác sĩ lắm. Dầm đâm hả? Vậy thì sẽ cần đến cái này đó. Bác vào đây, cho bác xem cái dầm ở đâu nào. Không đâu, cái đó đáng sợ quá à. Không ổn rồi. Ờ, hay là dùng cái xi lanh của bác. Mẹ đang định làm gì đây? Quay lại đi, mẹ sẽ rút dầm ra cho con nha. Lúc xì lành hút dầm ra sẽ không thấy đau đâu. Sắp được rồi. Xong rồi nha. Cái dầm xấu xa sẽ không làm cho con đau được nữa. Còn không thấy đau luôn. Liều liều. Rồi, việc của tôi đến đây là xong. Có mẹ đây rồi con yêu. Wow, Molly làm bánh burger từ đất nặng kìa. Trông ngon quá. Ăn thử thôi. Không, dừng lại. Hây da. Còn không được. Ăn đất nặng. Không ăn burger nữa. Mẹ làm hỏng rồi. Sao mẹ lại làm như vậy? Giờ lại thấy tệ quá đi. Để nghĩ cách xem nào. À, cùng làm đất nặng ăn được thôi. Đói quá đi. Hả? Đây là pizza từ đất nặng ư? Có thể ăn được thật sao? Nhâm. Vị ngon quá à. Mẹ cũng cắn một miếng đi mẹ. Ôi cảm ơn con. Ngon lắm. Úi, mình còn chưa đi xong nữa mà. À, tập trung nào. Dâu tây tới đây. Ra rồi. Nhẹ cả người. Giấy báo ư? Không biết phải dùng nó làm gì nữa. Anh vừa tính thiệt đó. Có ngửi thấy mùi gì không? Không phải tôi. Mẹ ơi, đằng này nè. Mùi cứ như trứng thối ấy. Không thể. Ôi trời. Này, mùi từ người con đó sao? Để mẹ xem nào. Ghê quá, con không chùi mông hả con? Quay lại nhanh. Ôi trời ơi, thả quả bom to đùng thế này cơ mà. Con không biết cách chùi. Mùi ghê quá, không nghĩ nổi luôn đó. Đợi chút. Anh cảnh sát ngất rồi. Và đằng kia có bóng bay. Cơ hội đến rồi. Giờ không phải là lúc để mở tiệc. Thế mẹ định làm gì với mấy quả bóng bay này vậy? Mẹ sẽ dạy con cách chùi mông. Mình dùng Nutella để làm ví dụ nha. Vết vào giữa hai quả bóng bay nào con. Thấy không? Giờ thì hãy lấy giấy chùi vết bẩn đi. Xong rồi thì gấp giấy lại rồi dứt đi. Như vậy nè. Con thử đi. Dạ, để con thử. Chùi như vậy. Con làm được rồi. Giỏi lắm. Không còn sợ bốc mùi nữa ha. Wow, nhìn hàng dài những trái anh đào này. Mình thích trái này lắm, mình sẽ ăn hết. Không thứ gì có thể ngăn mình lại. Ôi thôi, nghẹn rồi. Molly, ra đây. Ôi không. Nào, nhổ nó ra đi. Nôn ra đi con. Hạt anh đào đã bắn ra ngoài. Ồ, súng bắn đó sao? Có mưa đạn. Trốn đi. Hết chưa? À! Con không sao. Con hít thở sâu vào. Phải làm gì đây? Nhìn kìa. Chai Coca-Cola ư? Mình sẽ đặt một trái anh đào lên trên miệng chai. Sau đó cắm ống hút vào để đẩy hạt anh đào ra ngoài. Được một trái rồi, tiếp tục thôi nào. Không biết tôi là chuyên gia lọc hạt sao? Nhắm mắt tôi cũng có thể làm được.
trật tự ở yên trong đó đi. Cẩn thận. Sao anh dám làm con gái của tôi đâu? Thôi chết. Trường hợp khẩn cấp. Để tôi gọi bác sĩ. Đây rồi. Bác sĩ vào đi. Có người gặp rắc rối hả? Đừng lo, máy chụp X-quang sẽ cho ta biết tay cháu bị làm sao. Thôi xong, cổ tay cháu gãy mất rồi. Gãy ư? Ôi không. Con gái tội nghiệp của tôi, phải làm sao đây? Tôi e là phải bó bột. Búa và đục ư? Đừng đánh cháu mà. Sẽ xong nhanh thôi. Đó, xong hết rồi. Thật là khó chịu. Cảm ơn bác sĩ. Chỉ cần bó bột một thời gian thôi. Hả? Bỏ cái này ra khỏi tay cháu đi. Đừng, Molly, con sẽ làm mình bị thương mất. Bó bột thì con chơi kiểu gì được chứ? Để mẹ nghĩ xem nào. Găng tay vô cực của Thanos ư? Có cách rồi. Mẹ sẽ biến khuôn bột của con thành găng tay vô cực. Wow, vậy là con có thể búng tay nữa. Con muốn bác sĩ biến mất. Không. Con đã làm gì vậy? Con biến cho bác sĩ đáng sợ biến mất thôi mà. Hí. Mình cần phải rửa mặt. Thần thánh thiên địa ơi. Hả? Mẹ ơi. Sao vậy? Molly. Để mẹ xem nào. Mụn hả? Được rồi, nghe đây. Mẹ sẽ nặn từng cái ra. Nín thở nha. Nấp đi. Cái quái quỷ gì vậy nè? Cô kia, cô làm cái gì vậy hả? Ủa, xin lỗi nha. Ồ, mẹ biết cái gì có thể giúp được con rồi. Công cụ hút. Áp nó lên nút mụn và hút mủ ra thôi. Eo ơi, còn lâu tôi mới dám ăn phô mai trở lại. Ôi, trán con mịn quá đi. Thông minh ha. Đúng là mẹ thông minh nhất thế giới. Bạn không đoán được Molly giấu đồ ăn ở đâu đâu. Ở trong bồn cầu đó. Burger Pikachu của mình đây rồi. Thèm quá đi mất. À, ngon tuyệt. Cà rốt giòn quá đi. Hả? Molly, con đang ăn gì vậy? Burger Pikachu của con. Lại đồ ăn nhanh sao? Đủ rồi đó quý cô. Từ giờ con phải chăm ăn rau vào. Tuyệt, bác sĩ tới rồi. Ra đây với mẹ nào. Bác sĩ, bác dạy con tôi cách ăn uống lành mạnh có được không? Con bé cứ ăn đồ ăn nhanh hoài à. Tranh Pikachu ư? Bác sĩ định làm gì vậy? Nhìn chú Pikachu nè. Cậu ấy ốm rồi, biết tại sao không? Để mổ ra xem tại sao nha. Rạch một đường trên bụng. Nhiều chất lỏng độc hại rỉ ra quá đi. Ghê quá à. Đó là tại vì ăn đồ ăn nhanh đó. Giờ thì lau đi trước khi gấp đồ ra nào. Xem nào. Pizza. Khoai chiên. Burger. Lại còn rất to nữa. Sao mà có thể nhét dừa nhỉ? Bác sẽ nhét bông cải xanh. Nước. Và một trái táo vào đó. Dán băng gâu lên để vết mổ lành lại nào. Và Pikachu lại khỏe mạnh rồi. Cháu thấy chưa? Giờ thì ăn rau đi nha. Đáng sợ thiệt đó. Mẹ ơi, cho con củ cà rốt với. Con phải giữ cho bản thân khỏe mạnh. Giỏi lắm, con gái ngoan. Aile bir tatile çıkıyor. Ha bir dakika, kızımız nerede? Lan Melanie, hadi gidiyoruz. Burada mısın? Melanie. Oo. Halının altına sığabilir mi bilemedim. İlk odasındadır bakayım. Aa işte buradasın. Şaşkın kız. Melanie, hadi gitmemiz lazım. Ha? Ben neden duyamıyor bu? Melanie, gitmemiz lazım. Ay ne oluyor orada ya? Melanie neden hiçbir şey duyamıyor? Kulaklarına bakayım. Ah pislik de olmuş. Bizi nasıl duysun bu kız? Aa, bende kulak temizleyici vardı. Hadi bakalım. Biraz gıdıklayabilir. Melanie sanki kendine kulak tıkacı yapmış. Bu alet bütün kulak pisliğini temizliyor. Neyse ki aletin ışığı da var. Yaşasın, artık bizi duyabilir. Aa, artık bizi duyabilir. Bir dakika. Babanın kulakları da dolu galiba.
Ah, öyle mi? Baba o kadar pislikle nasıl duyuyormuş ki? Küçük! Biz cezası alacaksın. Ha? Aman! Zavallı oyuncaklar, ne üzücü bir kaza. Ah, olamaz, giysiler. Ne de olsa bisikletler dışarıda binilmek için yapılmıştır. Ah, zavallı oyuncağım. Zavallı oyuncağı bisiklet çarptı. Ona yardım et. Baksana, kolu kırılmış. Ah. Ah, bu çok kolay bir iş. Doktor anne iş başında. Kıyafetlerini de giydi. Ameliyata başlayalım. Onu zamanında kurtarabilecek mi? Öncelikle nabzına bakmak gerek. Kolunu kesmemiz gerek. Düzgünce takabilecek mi? Önce çıkartmamız gerek. Cımbız lazım bana. Bu onun omuz kemiği sayılır. Kolunu takmak için ona ihtiyacımız var. Sonra da iğne iplikle geri dikebiliriz. Anne bu işte profesyonel. Bakın ne güzel dikiyor. Ameliyat sona erdi. Birkaç gün yatak istirahati tavsiye ediyorum. Böylece kolundaki dikiş iyileşecektir. Vay canına, kolu iyileşti. Ah, buradaki işim bitti. Peki ya Barbie? Ah, hem anne hem cerrah olmak tam zamanlı bir iş. Yolculuk için alınabilecek eşyaların da bir sınırı var canım. Ama galiba baba bütün oyuncak kutusunu almaya çalışıyor. O ne öyle? Ne oluyor? Ay, hastayım ben. Öksürük mü? Onun için bir çözümü var. Lollipop'u öksürük şurubuna batıralım. Ay, kes şunu. Yiyebilir. Peki? Aa, anne ne arıyor? Kalıbı buldum. Ev yapımı lollipop yapacağım. Her bir kalıba bir kürdan koyun. Sonra da öksürük şurubunu dökün. Donmaya bırakın. Ve işte oldu. İlaç lollipopu. Al bakalım. Aa, vay canına, nefis. Lollipop mu? Ah, ben de yiyebilir miyim? Canım çekti ya. Ah, sanırım baba hasta olmasa da yiyebilir. Lollipoplar herkes içindir. Güzel çözümdü. Kamp yapmak için çok huzurlu bir gün. Neyse, boş verin. Baba bir şey arıyor gibi. Elimde 3 tane kıymak var. Ah, 3 tane mi? Aman, durum kötü. Ah, paşayı buldum. Ah, deniyor değil mi? Sen onun olur mu hiç? Ah, geri çekil şuradan. Bunu bana bırak. Ah. Bunun için bir ilk yardım çantamız var. İşte pompa aleti. Bu pis kıymıkları hemen emip çıkarır. Biri gitti bile. İkisi kaldı. Acıktı. Artık acımıyor bile. Haşaya lüzum yok yani. Anneler her zaman en iyisini bilir. Aile çadırda uyuyor. Ha? O ses de ne? O da neydi? Sanırım dışarıda gerçek bir canavar var. Sorun ne tatlım? Dışarıda bir şey var. Aa, bizi yiyecekler hayatım, uyan. Ne oldu, ne oluyor? Dışarıda bir canavar var. Ah, şaşkın yaprak onlar. Bak ışığı tutunca gidiyor. Ah, çok parlak gözlerimiz. Ah, bu işe yaramıyor sanırım. Ah, haklısınız. Güneşe bakar gibi oluyor. Ah, buldum. Anne kalp şeklinde balondan bir lamba yapıyor. Tuvalet kağıdıyla kaplayın ve boyamaya başlayın. Şirin bir ayı, sonra simler. Tekrar kağıtla kaplayın ve biraz daha boyayın. Bu sefer de yıldız ekleyin. Aynı adımları tekrar edin. Kağıt ve boya. Balonun kalıbını aldığımıza göre artık onu patlatıp atabiliriz. Eminim lambanın kime benzediğini anlamışsınızdır. Haki vaki. Haki vaki lambası mı? Ah, şahane. Artık huzur içinde uyuyabilirler. Basket. Evet, iyi atıştı. Bir sayı daha. Sıra bende. Evet. Güya yolculuk için çanta hazırlıyorlar. Ama ufak bir basket maçının zararı olmaz sanırım, değil mi? Hay aksi. Anne geldi. Ne yapıyorsunuz siz? Çanta böyle mi hazırlanır? Ha, bir dakika. Bu kutu aklıma bir fikir getirdi. Bakalım anne ne yapacak? Kartonu kesiyor. Sonra da bantla yapıştırıyor. Bütün köşeleri yapıştırıyor. Böylece karton katlanabilir bir hale geldi. İşte. Evet, oldu. Bununla giysi mi katlanıyor? Bir deneyelim bakalım. Gömleği kartonun üstüne koyun ve yandan katlayın. Sonra da diğer açıdan.
Sonra da aşağıdan. Vay canına, başardım. Belki de bunu bir oyuna çevirip katlanan giysi başına puan verseler iyi olur. Bakın çantaları da güzelce sığıyor. Katlama sırası babada. Evet, böyle mi? Aa, anladım. Çok kolaymış. Sanırım Melanie ve annesi bir yere gidiyor. Hazır mısın? Evet, tamamdır. Dikkat. Ayakkabılarım. Ah, sanırım ters ayağıma giymişim. Bunu nasıl yanlış yaptın ki? Ah, bu durumu çözeceğiz. Sanırım Melanie sağını solunu ayıramıyor. Anne belli olsun diye etiket yapıştıracak. Bu sağ ayağı, bu da sol ayağı. İşte böyle. Ha? Bu gönlünde bir sorun var. Hah, işte böyle iyi. Bulmaca gibi. Gitmeye hazırım. Çok iyi. Hazır mısınız hanımlar? Baba. Baba da ayakkabılarını ters giymiş. Neyse ki senin için de fazladan etiketim var. Ah, kum çok eğlenceli. Suyla dolduracağım. Birazcık daha. Volkana benzedi. Ama top gibi yapacağım. İçinde bir şey var. Suya batıralım da içinde ne var görelim. Merhaba Hagi Bagi. Vücudunun gerisi nerede? Vay canına. Ağlamaz Lollipop'un. Şirin bir canavarmış. Anne bakın, bakın ne buldum. Aa, eğlenceli görünüyor tatlım. Aa, Lollipop'um nerede? Aa, kumla kaplanmış. Aa, yiyecek mi onu? Hayır. Dur. Ah, kumlu Lollipop yiyemezsin. Aa, yiyecektim onu. Ah, onun yerine bunu kullan. Aa, o ne? Vay canına. Lollipop'umu yiyor. Onu sadece senin için tutuyor. Hem de koruyor. Artık istediğin gibi kumun üzerine koyabilirsin. Güzel. Lollipop'um güvende. Bayıldım bu alete. Aile uçağına binmek üzere. Bu çok komik. Galiba Melanie dün gece iyi uyuyamamış. Rüyalar aleminde. Çok gürültülü horluyor bu. Ağzını bantla kapatayım şunun. İşte böyle. Ah, o da bir çözüm tabii. Mükemmel oldu. Benim de biraz uykum geldi. Aa, o ses de ne öyle? Ah, baba da horluyor. Ay, çok gürültülü bu. Buldum. Bir uyku bantı horlamalarını bastırır. Çok işe yaramış gibi. Bak, baba sanki emzik takmış gibi oldu. Hay aksi, anne de uyudu. Annenin horlamasını kim kesecek? Ne güzel bir fotoğraf. Eşyalarını topla canım. Çantam burada. Ay, çok çirkin o çanta. Hiç sevmiyorum bunu. Neden? Bence güzel. Nesi var? Ah, şu güzel çantaya baksana. İşte böyle bir çanta istiyorum. Belki buralarda pembe bir şeyler vardır. Hah, çöp poşeti. Melanie'nin ilginç bir çanta zevki var. Aman çöpler. Çocuğum, neden eşyalarını çöp poşetine dolduruyorsun? Gitmeye hazırım. Çantalarımı topladım. Yani havalı çantama baksana. Sanki pelerin takmış gibiyim. Böyle çanta mı olur tatlım? Çöp o ya. Ne yapsam? Aa, Poppet. Sanırım annenin bir fikri var. Aa, vay canına. Poppet çanta. Rengarenkli. Oyun da oynanıyor. Tamam, bunu kesin takarım ben. Teşekkür ederim anne. Mükemmel. Melanie tam bir oyun bağımlısı. Öyle kambur durma kızım. Düzgün dur. Hop, o yine öyle yapıyor. İnanılmazsın. Dik dursana. Tamam mı? Hmm, kızımda duruş bozukluğu olamaz. Bakın, kambur. Yaşlı bir teyzeye benziyor. Olamaz, hayır. Öyle kambur oturamazsın. Bu durumu hemen çözmemiz lazım. Kemer ne işe yarayacak? Ay, canımı yakmayacaksın değil mi? Lütfen düzgün duracağım söz. Ah, düzgün otur. Emniyet kemerimi yapıyor. Aa, anladım. Melanie sandalyeye bağlıyor. Bakalım bundan sonra kambur oturabiliyor musun? Ne zekice bir numara. Duruşun çok geçmeden düzelecek kızım. Sen hiç merak etme. Mısır gevreği günün en sevdiğim öğünü.
Ah, yerde Lego bırakmak hiçbir zaman iyi bir fikir değildir. Mısır gevreği Melanie'nin üzerine döküldü. Aa, ayağım! Saçımı mahvettin. Ah, ne oluyor burada ya? Aman, her yer Lego. Oyun oynuyordum sadece. Bana üzülmedin mi? Aman, çok fena olmuş. Ah, bir dakika, bunları toplamak için bir fikrim var. Anne Legoları toplamak için elektrikli süpürgenin ucuna çorap taktı. Böylece makinenin içine kaçmayacaklar. Kutuya geri koymak da çok kolay olacak. Annede böyle çok numara var. Sanki özel ajan.